đang có một cái hệ thống cầu 3 đơn vị răng thay thế cho cái răng số 36. Cái nguyên lát tắc của cầu răng đó là mình sử dụng hai cái răng thật bên cạnh ở đây, là cái răng số 7 và cái răng số 5. Sau đó mình mài nhỏ xung quanh hai cái răng đó đi, rồi mình sẽ hàn cái răng mất này sang bên hai cái răng mà mình bọc sang cái răng thật đó. Như vậy là cái nguyên tắc mà mình làm cầu răng đó chính là một răng thì nó sẽ thành ba răng, là mình sẽ sử dụng răng thật để làm trụ. Và sau một cái quá trình sử dụng cầu răng á, thì chúng ta thấy rằng là cái phần sứ đã bị vỡ ra. Ngoài ra cái cầu răng này bị viêm khi mà có cái hiện tượng hở thức ăn, rồi hở cái phần tiếp xúc với răng 8 và gây biến chứng cho những cái trụ ở trong đó. Bản chất thì cầu răng đã có lịch sử từ hàng trăm năm nay, và cầu răng nó có một cái vai trò nhất định ở trong tiến trình lịch sử của nha sĩ khi mà tiến hành là khôi phục lại chức năng ăn nhai cho bệnh nhân. Thì so với cả những cái phương án hầm thấu lắp ngày xưa thì cầu răng vẫn là một giải pháp rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và đến cả tại thời điểm hiện nay á, nếu mình làm đúng thì cầu răng vẫn sử dụng rất là lâu dài. Tuy nhiên dù có sử dụng lâu dài như thế nào thì so với implant á, thì nó vẫn không thể tối ưu hơn được. Bởi vì implant thì mình mất răng nào mình trồng răng đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái việc sửa chữa hay điều trị những vấn đề trên implant, ví dụ như bị đắt tích ăn hay là ví dụ như bị viêm lợi ở đấy chẳng hạn, thì nó đơn giản hơn là cái việc mình gỡ cái cầu ra. Rồi cái thứ ba nữa là cái implant nó sẽ giữ được cái xương hàm, nó không có làm xương hàm bị tiêu đi. Chính vì vậy là dù cầu răng nó có một cái vai trò lịch sử nhất định, nhưng mà implant thì vẫn là giải pháp tốt hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tháo cái cầu này ra. Mình sẽ tháo cái cầu cũ này ra, bởi vì nó đã có vấn đề rồi. Và mình sẽ lập tức thay thế bằng một cái trụ implant cho cái vị trí răng số 6. Bây giờ anh sẽ há để anh cắt, anh không có làm đau đâu. Việc mình cắt cái thép này nó rất là khó khăn. Cắt thép này là không hề dễ. Cắt nếu như cắt qua cái lớp sứ đơn giản thì cắt qua lớp thép thì nó khó. Như vậy là mình đã tách được cái cầu răng này ra khỏi cái phần cùi răng. Đây. Đấy. Thì khi mà mở ra thì mọi người có thể nhìn thấy rõ ở phần dưới cầu răng nó gây ra cái chuyện gì. Đây, chúng ta thấy là toàn bộ cái vùng gầm này bị nhồi nước ăn này rất là nhiều là một này. Rồi là cái vùng cái cầu răng nó đè lên nó bị viêm này. Chúng ta thấy là viêm loét hết toàn bộ cái vùng gầm này. Đây, vùng gầm này viêm hết. Toàn bộ vùng kẽ răng cũng viêm. Răng này cũng viêm. Và cái răng phía sau á, cái răng giao diện tiếp xúc với răng số 7 và răng số 8 chỗ này cũng bị rất thức ăn rất là nhiều. Đó, bây giờ mình đã làm xong rồi á, thì sẽ tiến hành rửa chỗ này và đi vào cắm implant luôn. Giờ đoạn đường gạch xong rồi thì mình sẽ bóc cái vạt ra. Và mình bộc lộ cái vùng mà mình sẽ thao tác phẫu thuật cắm in lên. Ta sẽ bóc rộng ra cả trong cả ngoài thì mình có thể nhìn thấy rằng là mặc dù á, bạn ấy đeo, bạn ấy sử dụng cầu răng, nhưng mà cái xương của bạn ấy vẫn rất là tốt. Rồi ha, đây chính là cái định vị. Bây giờ mình sẽ xem là cái định vị này nó có hợp lý hay không. Theo 3 chiều không sao. Cho vào coi ha. Mình sẽ xem cái hướng của nó đúng chưa.
mỗi ngày là thế này tương đối tốt nhé. Bây giờ em hơi cắm nhẹ lại. Rồi mình sẽ đẩy cái implant ra ngoài. Rồi, mình sẽ cho implant vào nhé. Em có đau không? Bây giờ đặt vào xem có đau không nhé. Đây mình đang đưa implant vào đây. Có đau không? Không đâu. Rồi, có đau không? Thế bây giờ ta sẽ siết lại. Cái này nó chỉ cần trên 15 Newton là healing được. Nó ổn định rất là tốt, đây là 70 Newton, rất là tốt. Thoải mái luôn. Hút đi. Đây. Nếu mà mình dùng ở đây á, thì mình sẽ thấy rằng là nó đã âm xương được khoảng 1 ly. Tuy nhiên mình lấy cái mô mềm của bạn ở đây rất là mỏng. Mà mình muốn là cái khoảng cách từ cái cổ implant này đến cái mô mềm vùng cổ nó phải được 3 ly. Nên mình sẽ mô mềm này nó chỉ được tầm khoảng 1 ly thôi, 1 ly rưỡi. Mình sẽ xuống một tí 1 ly nữa, một chút nữa. Để sau này kiểm soát cái vấn đề giáp thức ăn nó dễ hơn. Nếu mà mô mềm dày thì mình sẽ hay để ngang xương, mô mềm mà mỏng quá cho tưởng tí, sau này cuộc tình nó đẹp. Chỉ cần ổn định mà nó trên 15 Newton là đạt được hiệu linh. Ở đây là ổn định trên 30 Newton thì mình đạt hiệu linh, sau này mình đỡ phải trải qua thêm một lần phẫu thuật nữa mà. Mình chờ nó lành mình phục hình luôn. Mình phải vặn cố hết sức. Không là về nhà là bệnh nhân rất hay bị tuột cái này ra là sẽ rất hoang mang. Cái hưu linh thì nó chẳng cái gì, nó chỉ là cái phần nắp ở phía trên thôi. Nhưng bệnh nhân cũng rất hay hoang mang nếu mà bị tuột. Mình sẽ vặn cho. Rồi, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành khâu đóng lại. Và kết thúc cái quá trình làm việc ngày hôm nay. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái quá trình mình tháo cái cầu răng sứ hỏng để mình thay thế bằng một cái chân răng implant. Đây, cái cầu răng sứ hỏng cũ đây. Đó. Mình đã tháo nó ra và mình thay thế bằng một cái chân răng implant đây. Và thực tế thì cái quá trình diễn ra cũng là đơn giản thôi, không có gì cả. Thậm chí mình nghĩ rằng là cái việc đặt cầu răng nó còn phức tạp. Bây giờ hai cái răng này thì mình sẽ, bởi vì nó vẫn là răng thật và rất là may mắn là nó còn rất là tốt, cho nên mình sẽ làm những cái bọc răng, mình bọc những cái răng này là riêng rẽ lại với nhau để trả lại cái tự nhiên của nó là những cái răng nó tách liền nhau ra. Và cái implant này sau này thì mình cũng sẽ trồng thành một cái răng tách liền. Thế như vậy là mình mất răng nào mình sẽ cắm chân răng đó vào những cái răng bên cạnh thì nó vẫn hoàn toàn sinh lý, nó chịu lực hoàn toàn bằng cái nội tại của nó, bằng cái hệ thống dây chằng của nó. Như vậy thì nó rất là tốt. Còn cái cụm cầu răng thì đây chính là cái cụm cầu răng. Thì mình sẽ có hai cái răng này là úp sang hai răng bên cạnh và cái răng ở giữa là nối vào. Thì mình có thể nhìn thấy là vì nó không có chân, nó không có chân nên thức ăn nó bám vào đây rất nhiều và nó gây tiêu xương hàm. Ví dụ như cái xương hàm ở cái vùng giữa này là nó sẽ lõm hơn hai bên, lõm theo chiều cả chiều ngoài trong và chiều trên dưới. Nhưng mà rất may mắn là trường hợp này mình cũng đủ lợi dính để mình có thể phục hình được. Thì cái công việc của bác sĩ phẫu thuật như vậy là kết thúc.